Hồi lúc mà mình chưa có con đó các bạn, mình tưng tưng, mình không có sợ gì hết trơn, mình thấy mình tươi rói vậy đó hả. Nhưng mà sau khi sanh xong, sanh con trai đầu lòng thì cũng hơi có một sự tổn thất về nhan sắc ha. Nhưng sau cái vụ mà sinh đôi đó quý vị, trời ơi, ôi cha mẹ ơi, từ lần đi đẻ nữa em không bao giờ muốn đẻ nữa, em đẻ như đã đủ rồi. Cái việc mà chăm các con đó, mà khi mình chăm hai em bé sinh đôi cùng một lúc đó các bạn, nó nhiều lắm. Rồi thức khuya dậy sớm, giờ ngủ của mình nó là không bao giờ gọi là đủ hết, mà thiếu ngủ ha, gọi là kẻ thù lớn nhất của nhan sắc. Phụ nữ hay đàn ông hay là cái gì thì cũng sợ lắm, cũng sợ là không có ngủ đủ lắm các bạn. Cho nên làm gì thì làm đi, học được một cái bài học lớn nhất trong cái quá trình mà nuôi em bé đó là phải ngủ đủ, nhưng mà không được, là bơm sữa rồi là ăn cho nó có sữa, trở thành giống như là một con bò vậy đó, kiểu lo ăn rồi lo bơm, lo ăn rồi lo bơm vậy đó các bạn. Hết được cái năm đầu tiên là khi bắt đầu con á, nó lớn hơn rồi, mình đỡ vất vả hơn. Nhưng á, mà một cái năm mà mình chăm lo cho con đó, nó tổn thất nhiều dữ lắm. Ni không có thể nói với các bạn là trời ơi, đẻ sướng lắm, đẻ vui lắm, đẻ đi, tự vì sự thật nó không phải như vậy. Đúng là các con mang đến cho mình quá là nhiều niềm hạnh phúc, và Ni á, Ni cảm ơn Thượng Đế mỗi ngày đã cho Ni niềm hạnh phúc đó với ông xã của mình. Ni thật sự là biết ơn, mỗi ngày Ni đều biết ơn về điều đó. Nhưng đã như đó đủ rồi, nó xuống sắc dữ lắm, và cái sự xuống sắc đó là không, mình á, mình không thể tưởng tượng được các bạn. Mình nói trời sao hôm bữa mới đẹp dữ lắm, mà nhiều khi dậy không cần phải làm gì hết là nó tự động nó đẹp rồi, mà sao tự nhiên giờ cái tâm hồn thì vui lắm, mà sao cái mặt nó đăm chiêu dữ vậy. Bắt đầu là vì cái lý do mà sợ già sợ xấu, cho nên nó là Ni dồn hết năng lượng của Ni vào việc nghiên cứu và học hỏi về tất cả những cái điều mà nó liên quan đến chống lão hóa. The New You nó ra đời là vì cái lý do đó, và nó bắt đầu từ cái cuộc sống của Ni, từ con người của Ni. Ni muốn là ba con, nhưng mà lúc nào muốn cởi là cởi đó, đi khi Ni lúc nào cũng được. Cái này thầm cái mình nói với nhau thôi, đừng kể anh nghe nha. Thì á, là bởi vì Ni muốn là lúc nào cũng sexy, hiểu không? Cho nên nó là Ni bây giờ muốn sexy thì làm sao, ăn uống và luyện tập, thì cái đó tất cả chúng ta đều biết rồi. Bây giờ ăn uống làm sao và luyện tập làm sao, bên The New You nó có một series like 5-7 chương trình gì về giảm mỡ các thể loại luôn, tùy là mình muốn giảm nhiều hết ha, thì các bạn cứ qua đó rồi các bạn có câu hỏi thì các bạn hỏi em bên đó, sẽ có người hướng dẫn cho các bạn nha. Trong cái quá trình mà Ni á, giảm mỡ để mà lấy lại cơ thể của mình đó, thì là Ni học được một điều, mình cứ nghĩ là phải tập thể dục, tập tập dễ sợ lắm thì nó mới đạt được kết quả, nhưng mà thật sự nó không phải như vậy. 75% thành công là nằm ở dinh dưỡng, có nghĩa là mình ăn đúng khoa học mà mình không cần tập, thì tự động cái người của mình nó cũng sẽ gọn hơn. 75% đó là do mình ăn uống khoa học, còn khi mình muốn cơ nó săn đó các bạn thì mình phải tập đó. Đó là lý do vì sao mà bây giờ đi tập mỗi ngày để giữ những gì mình đang có. Và trước đây thì đi tập 5 ngày một tuần thôi, nhưng mà bây giờ nên lại chuyển sang tập 7 ngày một tuần luôn. Đó là theo tấm gương sáng chói của ông xã Ni đó. Mỗi buổi sáng thức dậy 5 giờ sáng ra đi, tối 6-7 giờ tối mới thấy xuất hiện trở lại. Nhưng mà người càng ngày càng đẹp, thì vì hẳn đẹp quá cho nên mình thấy cái sự hấp dẫn nữa, thì mình phải có sức thu chứ. Không phải là ngày nào Ni cũng ra Ni Ni tập nhiều đâu nha. Có ngày Ni cycling, có ngày thì Ni làm yoga hoặc là body flow, có ngày Ni tập body pump cho cơ bắp hả, có ngày thì nhảy này nhảy kia hả, có ngày thì múa ba lê hả, thì cũng vô cũng quơ 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 thì cũng đổ mồ hôi không. Nhưng mà các bạn, kết quả rất là tốt nha. Mình nhiều khi trên cái cân đó mình sẽ không có thấy rõ đâu, nhưng mà khi mà mình mang đồ đó các bạn, thì mọi thứ nó sẽ thon gọn. Và Ni hay bảo với các bạn ở bên The New You đó, một trong những cái phương pháp mà cho phụ nữ nha, đó là khi mà mình thấy khi nào mình thành công, tự vì đôi khi mình tăng cơ đó nhưng mà mình vẫn nặng, tự vì cơ nó nặng hơn mỡ mà, cho nên nó là cái thước đo cho thực thành công của mình, đó là càng ngày mình mang đồ nó càng tuột đi, quần nó cũng tuột, váy nó cũng tuột, và khi đó là chúng ta biết chúng ta đã thành công rồi đó. Ok.